Thưa quý vị, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh vừa được trao chứng nhận Center of Excellence, trung tâm xuất sắc về ba kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán, đánh giá và điều trị can thiệp bệnh lý động mạch vành, gồm đo phân suất dự trữ vành FFR, kỹ thuật siêu âm trong động mạch vành và dùng mũi khoan kim cương Rotablator trong can thiệp các sang thương do Viện Nghiên cứu Crossroads và Boston Scientific trao tặng. Bệnh viện Đại học Y Dược là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được nhận chứng chỉ đào tạo những kỹ thuật tiên tiến này. Trung tâm xuất sắc Center of Excellence là một mô hình tổ chức nhằm tạo ra những đơn vị hoạt động nghiên cứu, sáng tạo và đổi mới ở trình độ cao. Việc thiết lập các trung tâm xuất sắc là một trong những cơ chế rất quan trọng thúc đẩy hoạt động đào tạo nghiên cứu khoa học ở Việt Nam. Việc nhận được chứng nhận trung tâm xuất sắc về kỹ thuật đo phân suất dự trữ vành, siêu âm trong lòng mạch và khoan cắt mảng xơ vữa bằng dụng cụ đã chứng minh năng lực của đội ngũ bác sĩ Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược trong lĩnh vực can thiệp tim mạch nói riêng và tim mạch học nói chung, không ngừng nâng cao chất lượng điều trị, đem tới sự hài lòng và hiệu quả tốt nhất cho người bệnh. Sự ghi nhận này cũng là động lực để Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược tiếp tục hoàn thiện và phát huy năng lực nghiên cứu, đào tạo, trở thành trung tâm huấn luyện uy tín chất lượng cho các bác sĩ tim mạch trong nước và khu vực.